Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Mỹ sẽ xử Trung Quốc bằng thuế quan trên mặt trận xe điện. Song song với chuyến thăm của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đến Bắc Kinh và cư dân mạng nước này đã để ý đến một chi tiết. Ông Lavrov được trải thảm đỏ từ chân cầu thang máy bay, còn bà Yellen thì không. Người dùng mạng xã hội Guancha rôm rả bàn tán về hình ảnh này. Một tài khoản bình luận bà Yellen không mời mà đến nên bà ấy không được đi trên thảm đỏ, nhưng ông Lavrov thì có. Một nhận xét khác, ít nhất ông Lavrov cũng đáng được tin tưởng hơn bà Yellen. Bộ trưởng Tài chính Mỹ đến Trung Quốc với mục đích thuyết phục nước này cắt giảm công suất ngành xe điện, pin xe điện và tấm năng lượng mặt trời vì làn sóng hàng giá rẻ đã và đang tàn phá doanh nghiệp Mỹ. Bà kêu gọi Trung Quốc và Mỹ phát triển cân bằng. Không chờ quá lâu, tờ báo Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận chính thức của Quốc vụ viện Trung Quốc đã chỉ trích ý tưởng của bà Yellen rằng việc đề cập đến sự dư thừa năng lực của Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng sạch đã tạo ra cái cớ cho các chính sách bảo hộ nhằm bảo vệ các công ty Mỹ. Đây là thông điệp khẳng định Bắc Kinh không tin tưởng Washington. Họ không dễ dàng buông bỏ thành tựu đã cố công gây dựng nhiều thập kỷ, nhất là khi thành tựu này mang tính xu hướng, vượt trội so với Mỹ và phương Tây. Trước khi rời Trung Quốc, bà Yellen tiếp tục nhấn mạnh sẽ không loại trừ bất kỳ biện pháp nào, bao gồm cả thuế quan tiềm năng đối với xuất khẩu năng lượng xanh của Trung Quốc. Điều này có thể giải thích như sau. Nếu Trung Quốc không cắt giảm công suất, vẫn ồ ạt xuất khẩu hàng giá rẻ, thì Nhà Trắng sẽ áp thuế với mức không khuyến khích để ngăn chặn. Mức thuế hiện nay với xe điện Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ đã là 27,5%. Các nhà phân tích cho hay, nếu cuộc chiến này nổ ra, sẽ tàn khốc hơn năm 2018 do lĩnh vực năng lượng sạch đang được ủng hộ bởi đồng minh, đối tác thân cận của Mỹ từ châu Á đến châu Âu. Nối gót Mỹ, Liên minh châu Âu-EU hiện đang tiến hành một cuộc điều tra về khả năng bán phá giá xe điện Trung Quốc được trợ cấp vào khu vực có nguy cơ làm suy yếu ngành công nghiệp ô tô khá hơn của châu lục này. Cuộc chiến xe điện. Đằng sau hình ảnh long lanh của mỗi chiếc xe điện là cả một cuộc đấu khốc liệt, bao gồm sự cạnh tranh chiếm hữu nguồn tài nguyên mới như lithium, cobalt, Niken, đất hiếm, giành giật thị trường, giá cả được hậu thuẫn bởi các đạo luật có hơi hướng dân tộc chủ nghĩa trong kinh tế. Ngày 26 tháng 3 vừa qua, phái đoàn Trung Quốc đã khởi kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO với cáo buộc đạo luật giảm lạm phát IRA của Mỹ đã mở đường cho các khoản trợ cấp mang tính phân biệt đối xử trong lĩnh vực xe điện. Các ưu đãi của IRA thu hút nhà đầu tư xe điện nói riêng và năng lượng tái tạo nói chung hội tụ về Mỹ để hưởng trợ cấp tài chính với 83 nhà máy sản xuất thiết bị năng lượng sạch ra đời từ cuối năm 2022. Đến nay, mỗi chiếc xe điện lắp ráp tại Mỹ có thể được hỗ trợ hơn 7.500 USD. Phía Trung Quốc cho rằng, dưới vỏ bọc là ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm lượng khí thải carbon và bảo vệ môi trường, những khoản trợ cấp này đều dùng vào việc mua và sử dụng hàng hóa từ Mỹ hoặc nhập khẩu từ một số khu vực cụ thể. Ngược lại, khi chứng kiến doanh số bán xe điện Trung Quốc vượt lên và bỏ xa các đối thủ tại châu Âu và Bắc Mỹ, những nhà lập pháp phương Tây đặt câu hỏi điều kiện nào để BYD, NIO, Chery, Xiaomi lớn nhanh như vậy. Đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai khẳng định Trung Quốc sử dụng chính sách không công bằng, phi thị trường. Trong khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cũng phản pháo với phía Trung Quốc rằng xe điện Trung Quốc có thể bị bán phá giá. Một nghiên cứu ở châu Âu cho thấy cứ 4 chiếc xe điện bán ra ở lục địa này có một chiếc do Trung Quốc sản xuất. 25% thị phần là con số rất lớn trong bối cảnh thị trường xe điện ngày càng chật chội. EU dự kiến sẽ tăng thuế nhập khẩu từ 10% như hiện nay lên 25% đối phó với làn sóng xe điện Trung Quốc. Châu Âu và Mỹ bị choáng ngợp trước sự bùng nổ xe điện của Trung Quốc. Một bên nắm lợi thế công nghệ và thương hiệu lớn, còn một bên sở hữu chuỗi cung ứng hùng mạnh. Cuộc chiến này sẽ đi về đâu? Dưới góc độ kinh tế thị trường, sự cạnh tranh quyết liệt giữa các nhà sản xuất xe điện mang lại lợi ích lớn cho người tiêu dùng. Trước mắt, châu Âu và Mỹ buộc tìm cách giảm giá sản phẩm của họ để tồn tại trước làn sóng xe giá rẻ Trung Quốc. Các đối thủ đã có kế hoạch khiến cho xe điện Trung Quốc trở nên đắt đỏ hơn bằng cách tăng thuế nhập khẩu. Đơn cử mức thuế 27,5% đã khiến xe điện Trung Quốc bị loại khỏi thị trường Mỹ. Châu Âu dự kiến tăng thêm 15% thuế. Nhưng bài toán với lục địa giả không dễ có đáp số do sự phụ thuộc vào nguồn cung pin từ Trung Quốc quá lớn.
Đối lại, Trung Quốc dư thừa vũ khí để phản công lại với Mỹ và châu Âu. Sẽ rất tồi tệ với ngành công nghiệp xe điện tại lục địa già nếu Trung Quốc cắt đứt chuỗi cung ứng pin. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn là nơi sản xuất và kinh doanh lý tưởng của nhiều hãng xe điện hàng đầu phương Tây. Hiện xu hướng này chưa rõ rệt, tuy nhiên, nhiều chuyên gia quốc tế nhận định để đa dạng chuỗi cung ứng, doanh nghiệp Mỹ và châu Âu, kể cả Trung Quốc, sẽ phải tìm đến các quốc gia giàu tài nguyên, lao động dồi dào như Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan. Chẳng hạn, BYD, nhà sản xuất xe điện lớn nhất Trung Quốc, dự kiến chọn khu công nghiệp Phú Hà ở tỉnh Phú Thọ làm nơi xây nhà máy xe điện đầu tiên của hãng tại Việt Nam. Xe điện mới chỉ là cuộc chơi đơn thuần giữa các doanh nghiệp lớn thuộc hai hệ thống đang mâu thuẫn kịch liệt. Rồi đây sẽ có sự vào cuộc của nhà nước thông qua con đường ngoại giao. Nếu các lợi ích địa chính trị, chiến lược có thể sắp xếp ổn thỏa, trật tự sẽ được thiết lập. Trong lịch sử kinh tế thị trường, rất hiếm khi các ông lớn dẫn đầu xu hướng cạnh tranh dẫn đến loại trừ nhau hoàn toàn. Đến thời điểm chín muồi, sẽ xuất hiện các thỏa hiệp để phân chia thị trường và lợi nhuận. Suy cho cùng, cán cân lợi thế vẫn nằm trong tay các cường quốc. Xe điện Trung Quốc và chiến lược đánh bại đối thủ. Về khách quan, Trung Quốc sở hữu nhiều lợi thế và các tính toán chiến lược phù hợp. Nước này đã đầu tư vào lĩnh vực năng lượng xanh nhiều hơn phần còn lại của thế giới với hàng trăm tỷ USD bằng nhiều phương thức khác nhau. Trọng tâm của sự trỗi dậy tại Trung Quốc trong ngành công nghiệp xe điện là chuỗi cung ứng sản xuất pin. CATL, BYD và CALB có tổng thị phần pin xe điện chiếm 57% thế giới. Dự kiến năm 2024, tại Trung Quốc có hơn 4 triệu điểm sạc pin công cộng, so với số lượng ít ỏi khoảng 170.000 điểm ở Mỹ. Doanh số bán hàng nội địa năm 2023 tại Trung Quốc là 8 triệu xe điện, trong khi Mỹ chỉ là 1,2 triệu xe. Ngoài những yếu tố kể trên, còn có nguyên nhân từ nội tại ngành công nghiệp xe hơi Mỹ. Những tập đoàn hàng đầu như Ford, GM, Chevrolet, Chrysler đã ngủ quên trên đỉnh vinh quang của động cơ đốt trong, sử dụng năng lượng hóa thạch. Trong khi đó, chỉ mỗi Tesla khởi nghiệp hoàn toàn bằng xe điện vẫn đi sau và không đủ số lượng để tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ như BYD, SAIC, GM, Wuling, Geely, GAC, NIO, Chery. Đâu đó trong ngành xe điện Trung Quốc vẫn tồn tại điểm đen khủng hoảng, song hệ thống tài chính nước này đã hỗ trợ tối đa theo kế hoạch dài hơi của chính phủ với tham vọng dẫn đầu thế giới trong kỷ nguyên kinh tế xanh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.